Nghe nói ông này toàn bán đồ cao cấp, không có PC gaming giá rẻ. Kìa cái ông cháu này. Xin phép anh em thì mọi lần mình cũng hay đăng những video clip liên quan đến các cái thùng cây PC gaming phân khúc rất là cao cũng như là cao cấp. Thì ngày nay xin phép anh em là vì cái bạn này bạn yêu cầu là lên cho bạn một dàn PC full trắng giá dưới 10 triệu. Thì đây là một trong những combo dưới 10 triệu, cũng thể là tầm độ chưa đến 9 triệu anh em nhé. Anh em có full một dàn combo như này về cắm điện là dùng thôi. Bây giờ anh em hãy cùng sâu vào chi tiết tu hình của em đó nhá. Thế được đánh giá là một bộ PC gaming tiêu chuẩn thì mình lắp cho anh em một con vỏ Aerox S1 rất là hầm hố, và chi tiết thì là anh em nhìn thấy bên ngoài rất là hầm hố và đẹp đúng không? Có thể đổi màu theo ý thích, auto đổi màu. Sâu về cấu hình thì anh em yên tâm, nó đáp ứng đủ cho anh em vẫn chiến được các tựa game như Liên Minh, FIFA, CS hay CS:GO nhá. Có thể cấu hình thì mình sẽ để ở phần dưới comment mô tả. Còn tiếp theo anh em mới đến với một con màn đến từ thương hiệu của VSP22in màu trắng, bảo hành cho anh em 25. Tiếng game vẫn là rất là mượt mà anh em nhá. Kiểu đó là full combo chuột và phím cơ rất là xịn sò, đồng tông màu với cái này luôn. Giúp anh em mua hàng có thể là mua full combo này về nhà chỉ cắm điện cho thôi. Thì đây là câu trả lời của ông cháu nhá. Ông cháu đã follow cũng như đặt câu hỏi cho anh.